Rồi, em chào cả anh em nha. Thì sáng nay em đi được 6 bé nè. Em nè, râu với già, đây con râu này nè. 6 bé. Với còn 3 bé trong ba em đây nè ha. Thì theo lời yêu cầu của một bạn qua xem video nè. Bạn ấy nói là ngày mai anh Phan Hỷ anh đi bẫy anh thả chim một ngày cho em xem em ha. Thì bữa nay mình đi 6 bé nè, khá nhiều nè. Mình sẽ thả bớt vài bé nè ha. Mình không có thả ngay cọi nè. Mình đem về nhà mình thả nè ha. Cho nó đỡ quản nè. Để mình thả chứ cọi đó là chim sẽ quản nè ha. Nó không có thể nào mình bẫy được nè ha. Nè, nắp cam nè ha. Thả bớt nè mày. Cho nó ở đây nè, được nè ha. Chứ để mình thả cái còi đó nó bị bể chim nên nó không có về nó đá nữa nè mày, bể mấy khác luôn nè. Đây. Ok nha, tiếp tục nha nè. Bên này bị đóng rồi nè mày, hai bé khá đẹp nè nè, vậy nè trống mắc ca này mày, mấy chỗ có đỡ mày đỡ mày mày, mà thả luôn em ha. Ok nè, rồi Khoan Hỷ bữa nay em ha, à, giữ tới ba bé để mình chơi em ha, cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi sau đây mời anh em xem video nha. Rồi em xin chào tất cả anh em nha, chúc anh em buổi chiều tốt lành anh em ha. Hôm rày thì em chơi mini game anh em chơi cũng hai cái mini game nữa mà là, nhưng mà chưa có anh em nào trúng cái game hết nè đó. Thì em tại vì cái game của em anh em là em sẽ gửi tặng anh em một con chim hút mực 5 màu ha, rồi em gửi luôn lòng luôn, người em bao ship tới tay anh em luôn đó. Nhưng mà em chơi cái hai qua hai cái game anh em nhưng mà chưa có anh em nào trúng ha đó. Thì ngày hôm nay em tiếp tục em sẽ làm cái game mới anh em ha. Thì nguyện vọng của anh em nói là nên chọn chỉ hai số anh em ơi, để ba số nó khó trúng anh em ha đó. Nhưng mà kiểu như em cũng muốn, tại anh em biết sao không, tại cái game của mình là game miễn phí anh em, rồi cái phần chi phí của em cũng nhiều nên em muốn nó phải, nói chung là nó phải căng thẳng xíu cho nên nó mới vui anh em ha. Thì ngày hôm nay em tiếp tục lên cái game mới này cho anh em ha. Thì như ngày hôm nay theo nguyện vọng của anh em thì chỉ chọn hai số anh em, hai số cuối anh em ha. Thì đây em sẽ có một tờ 10.000, 1.000 anh em ha. Đó thì anh em sẽ chọn cho em hai số cuối của cái tờ tiền này, series của tờ tiền này anh em ha. Thì cái game này em nói là cái nói là một phần một chút về cái thể lệ của cái game này anh em. Thứ nhất là anh em nào mà chưa đăng ký kênh ha, anh em đăng ký rồi thì thôi, anh em mà chưa đăng ký kênh thì anh em đăng ký kênh ủng hộ em ha. Thứ hai là anh em hãy leo like cho em cái video này ha. Thứ ba nữa là anh em sẽ chọn cho em hai số cuối nè ha, hai số cuối của một tờ tiền này ha, cái series này nè đó. Thì cái game này em sẽ bắt đầu em đăng video này lúc 19 giờ nè ha, thì kết quả em sẽ đăng vào 19 giờ ngày mai nè. Anh em hiểu là rõ lực chơi cho anh em rồi ok nè ha. Nên là nó sư đơn giản vậy thôi, anh em làm đúng cái thể lệ cho anh em ha. Chứ để mà anh em kiểu như mà mình trúng game anh em nhưng mà mình không có được cái đủ những cái yêu cầu mà cái thể lệ game anh em thì hơi tiếc anh em ha. Không được nhận giải nè, ok chưa. Rồi để em sẽ giao cho anh em cái này ha. Anh em thấy rõ không nè, tại cái này là em quay cam 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 trước, em nó ngược số nè ha. 71147 ok chưa anh em, 71147 nha anh em ha. Nó là cái hai bốn năm số đầu của cái tờ tiền này anh em ha, cái số series anh em ha. Thì nó sẽ còn hai cái tờ hai hai số cuối nè đó, em quay này cầm trước là nó bị ngược anh em ha. 71147 ok chưa anh em chọn cho em hai số cuối của cái số series ha. Thì cái phần quà là vẫn như vậy anh em ha, thì sẽ là một bộ chim hút mực 5 màu truyền anh em ha, cám cứng. Nói chung là hàng hàng mà anh Dung gửi tặng anh em phải ok xíu chứ không phải là hàng tầm bậy đâu, anh em khỏi lo ha. Rồi
anh em nào tham gia game thì anh em nhớ làm theo đúng cái game này ha. Kết quả sẽ công bố vào 19 ngày sáng mai chiều mai. Ok nè. Cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn em đã tham gia cái game của em nha. Anh em nào mà nhớ là làm thứ lệ em ha. Nhớ bình luận cái hai chèm cho cuối nha. Rồi ok em ha. Nói vòng vòng hoài. Cảm ơn em nhiều nha. Hẹn em vào cái kết quả chiều 19 giờ chiều mai nha. Em xin nói thêm anh em. Xin nói thêm nhiều khi anh em chưa nghe hết nha. Ví dụ như mà có 2-3 anh em gì trúng giải em ha. Thì em sẽ ưu tiên cho các anh em nào mà bình luận sớm nhất anh em ha. Trên cái kênh ha. Bình luận sớm nhất đó để em chọn ra anh em nó để em gửi quà nha anh em. Em chơi cái game này cho anh em ở từ miền Trung trở vô nha anh em. Đó để mất công anh em miền Bắc gửi em ở không được mất công anh em phiền anh em ha. Rồi cảm ơn anh em nhiều nha. Anh em miền Trung trở vô thôi. Cái gì mình cho gửi cho tiện xe anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Chờ tôi xíu đi ông ơi. Tôi chưa gài lập xong, tôi đang gắn camera là lo lợi đá nè. Đang gài camera, đang gài cái điện thoại nè. Chưa kịp ấy điện thoại nên là nó về nè mày. Rồi, em chào buổi sáng cả anh em nha anh em. Sáng nay em lại vô cái điểm mà cái cây khô này anh em. Ồ, nó cháy nắng quá ta. Đó, em lại đem cái cây khô này nè. Hôm bữa em đánh được mấy con chim hay lắm nha anh em. Đó. Sáng nay em cầm đi con mồi lào nè. Đây, đâu rồi, mấy camera nè kìa. Em cầm con mồi lào nè ha. Con mồi mái với lại con mồi chuyền. Em đang tập mồi chuyền này nè. Con mồi chuyền mới nè ha. Con mồi chuyền kia thì em đã chia sẻ cho ông anh ở dưới cơ Hóc Môn nha nè. Nè gồm mồi lào này nè, mồi lào với con mồi mái với con mồi chuyền anh em ha. Mồi chuyền này anh em mới tập này nè. Có con trống hôm bữa mà rít rít anh em, nó về lại anh em ha. Đó nó về nè, con trống rất nhiều nè anh em mới rít không đó, nó xuống nè. Con trống này nó rít ghê lắm anh em, nó về rít kinh khủng luôn. Anh em mấy có mấy anh em dặn em kiếm mấy con chuyện hay anh em bỏ vô lập vợt giùm rồi chia sẻ cho anh em ha. Thì hôm nay em chọn mấy con được hai con đi vợt anh em. Con trống già này hay lắm nè mày, rít anh em mày. Đang về bên máy nè mày, không biết cái trống già beo nữa tại vì em nó tối quá nè, ngồi đứng ngược nắng nè. Nó qua nó bay quá trời nè mày, nguyên một bài luôn nè. Con này đang trống già, con trống hôm qua bữa mà rít 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 mà đánh mà trưa quá em bỏ về anh em. Bữa nay em lại nó về liền em ha. Tại vì nó đang đầu đàn anh em. Mấy con chiền hay mấy con kia là cái là nó đá anh em ha. Nó đá giặt anh em ơi. Đó lên, con này khả năng anh em ơi. Khả năng không biết bị bể không mà sao nè. Không dám sáp ta. Con mồi với nó rất là nè, hai con rất kình nha nè. Khả năng nhảy máy, đá máy nè, đá máy nè. Lụm lúa nha anh em. Trời ơi, không kêu sai được, ủng quá. Lụm lúa nha anh em. Rồi ok, để em gọi xuống anh em mày. Con già này, con già hai chiều mà nó sung lắm nè, mình về rít kinh. Con này về là ok em ha, chăm là em nghĩ là sẽ ok nè. Siêu rít lắm nè. Đó, dính lên lập một rít này nghe không? Đó. Dính lập một rít cỡ vậy nè. Ở đây cái đá xuống em ha. Đây anh em ơi. Siêu rít vậy nè. Lòng mới tinh anh em ơi. Nhờ ươm anh em ơi. Lòng mới tinh luôn. Con mai này nè. Em coi con. À, chuyện mới nè. Chuyện mới nó nghe bỏ nó kêu nè. Đó. Chuyện mới nè. Nghe bỏ nó cũng làm này nè.
Mồi chém à. Con này có lý anh em ơi. Thấy bỏ nghe bỏ về là dứt liền em ơi. Đó. Chạy theo mà kiếm mỏ liền. Ý trời anh em ơi. Ý trời anh em. Bỏ vô là lụm liền nè. Chút nữa lụm bỏ nữa cái là ngon lành luôn. Thôi quay lại con này đi. Quá đỉnh anh em ơi. Đó, vàng ươm luôn em ơi. Đồng mới anh em ha. Ok anh em, để em gỡ ra. Đây anh em. Một siêu phẩm nha anh em. Con này anh em có ngực đen anh em. Nên đẹp mà đẹp không? Con đen tới dưới luôn em thấy không? Ngực đen tới dưới luôn em ơi. Quá đại anh em ơi. Đó, nó đang về bên kia nè anh em ơi. Đang về bên kia nữa kìa. Mồi chém cánh tùm lum kìa. Con mồi trong lập chưa đem ra anh em. Nè, kêu lên luôn. Quá ổn định anh em ơi. Con mồi chuyền chịu chơi anh em ơi. Đó 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 đó, nó về luôn. Tùm lum luôn. Đó đó anh em thấy không? Về rất liền em đó. Em mở máy em chui vô nha anh em. Lụm lúa, lụm lúa, lụm lúa. Ok chưa anh em? Uy tín chưa? Về đá mồi làm anh em. Đá mồi lào luôn. À, chim chuyền làm ghê lắm. Rồi ok anh em ơi. Quá đã anh em ơi. Bữa nay em lại lụm lúa nữa anh em ơi. Đây nè con đang về nè. Đó. Con chim chuyền em để đây làm gì nó không hiệu quả sao nó không về ta. Chim chim chuyền nó kêu cũng ghê lắm nè. Con già con chuyền mà sao thấy nhìn đen đen ta. Sẵn tiện đi em thông báo với anh em ha. Em cũng còn dư mất con mồi anh em ha. Tại em tập vợt lên em. Dư nhiều, nhiều lắm nè. Anh em cứ có cần mồi thì anh em hú em nữa ha. Đó. Để hữu nghị anh em chơi ha, như có con mồi chuyền hôm nay nè. Em đem ra bữa ngày đầu tiên em ha, nhưng mà gặp bỏ về kêu anh em ha. Ủa sao bị gì luôn à. Đó, như mồi chuyền anh em. Em bữa nay em đem đi ngày đầu tiên em ha, nhưng mà ra gặp bỏ về kêu ghê lắm nè. Đây một con mồi đây nè. Đó về đây em không? Đó, đó đá nè. Con mồi này con mồi cứng rồi nha anh em. Mồi cứng rồi đó, nhưng mà tại vì em mới đi mấy con mồi chuyền mấy con Eric rồi nó chém nè. Đó chém luôn em thấy không, bỏ vô chém luôn chụp nè không. Bỏ vô chụp luôn á anh em nào, anh em nào cần thì ới em đi nè, em chia sẻ cho anh em đi 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 bảy vui nữa. Rồi lùm anh em ơi, lùm như nè nè thấy không, lùm rồi đó. Mồi nó rất là chí anh em, bỏ về là chém cánh rồi anh em thấy không. Đó, chia sẻ cho anh em luôn, anh em nào cần mồi thì hú em nha. Anh em lên nè anh em ơi. Về máy chém gà chém quá trời luôn, chém cánh đùng đùng luôn nè. Cái cậu này em bắt khá nhiều anh em. Cậu này em bắt đến nhiều lắm anh em ơi. Cái chục con rồi anh em ơi. Hai con trống mùa anh em. Hai trống mùa rồi ba bốn con râu nè ha. Chim mái thì bây giờ em bắt em sẽ thả bớt nè ha, cho nó sinh sản nè ha. Chứ em ít bốc máy lắm nè, lúc trước giờ là em ít bốc máy lắm nè, thực sự là em không bốc máy nè, nhưng mà tại do cái nhu cầu của anh em này nó em cần máy, anh em cứ nhắn tin hỏi xin em á, nên em mới bắt vài con máy thôi. Thực sự ra là em từ đó về em không bốc máy nè em ha. Bốc máy về đâu, đâu có làm gì em. Tại vì dù anh em nuôi thì mỗi người cái con nhiều lắm nè. Em dù nuôi nhiều thì hai con nhiều lắm nè ha. Đâu bắt nhiều lắm gì đâu. Tại nhu cầu của anh em nói mà anh em muốn mua chim mà anh em sẵn sinh con máy để anh em kích trống anh em. Nên em mới bắt thôi. Chứ lúc này em bắt vài con chứ lúc trước giờ em ít bắt máy lắm nè.
bắt máy rồi em thả anh em ha. À, nó qua bên ngoài chuyền em ơi. Bên chuyền em ơi. Thử bên chuyền dám chơi không nha em. Đó, đó. Rồi, đi nữa. Không mày có hàng khủng về hay gì em ơi. Nó về cái nguyên chim rộ lên em ơi. Mình nghe cái giọng nó cũng ghê lắm em. Trống trống dữ á. Nó về cái giọng vang trời lắm em. Mấy mồi cũng ra cũng rơm rã ra. Đó đó, mồi chém nè. Một con đang về mình con mồi ấy nè. Chém cánh đùng đùng luôn em ơi. Xa quá, mờ quá cái đường. Bên đây cũng rần rần nè em ơi. Bên đây nó cũng rần rần luôn em ơi. Đó, mà máy chém cánh đùng đùng nè. Rồi, bên đây lụm nữa nè em ơi. Bên lụm thì lụm nữa nè em ơi. Ủa, nó đâu mất tiêu rồi, xa quá cái đường em ơi. Cái nào đúng rồi. Em ơi. Nè, thấy cánh nó chớp chớp không? Dính vậy nè. Dính con mồi bên con mồi đây nè ha. À, về quá trời luôn em ơi. Về bên đây tùm lum luôn. Rồi, giờ tới nè em ơi. Một bầy nè em ơi. Bố điểm nữa không? Bắt nãy giờ là 4 con nha. 4 con à. Ê. Bên kia nó bị dính rồi. Đứng cầu tử bên máy mà máy bị nhánh cây bị kẹt rồi nè em ơi. Đu đu đi. Họ nhảy đúng bên lụm mà. Ôi chuyền râu nè em ơi. À, nó qua bên kiện nè. Rồi lụm bên kia nè. Lụm máy nè. Nó cái cánh lụp bên đây nó em bị tuột vô nhánh cây mưa mát này không đập nè. Còn chuyền qua dính nè ha. Là 4 con đây nè, đang chuyển xuống đây nè, đó xuống luôn không, rồi chuẩn bị lụm lên em ơi, lụm rồi cái gì vậy, quên hông hả, quên hông em ơi. Ôn hồng mọi em ơi. Nhảy lên. Rồi lụm em ơi. Lụm nha anh em. Một mình con mồi này bữa nay là lụm ba con anh em. Mình mồi bữa nay lụm ba con. Đây anh em. Một con kiến râu uy tín nha anh em. Đó, à, ngược dần rơi nè mày. Quá đã nè mày. Con mồi này bữa nay lụm 3 con nè. Tèm ít đi cho anh em, không có lửa nè, không có cắn nè, nếu mà không cắn được. Ok, về đội nè mày. Đây anh em. Thì là cái chỗ này là cái chỗ bữa bánh con chuyền râu đẹp đó nè. Bữa nay là tiếp tục có con râu đẹp rồi nè. Đây mấy con người ta. 5-6 con rồi nè em ơi. Chúc em sẽ phóng xanh bớt nè em ơi. Hôm qua có một cái em yêu cầu là hôm nay em đi đánh chim em phóng xanh nè em. Để bữa nay chúc em phóng xanh bớt nè em ha. 6 con rồi nè em ơi. Đây nè em ơi. Một con râu nha em. Đó. Tiếp tục luôn con chuyền râu nha em. Đó, quá ok nè mày. Bữa nay là một ngày bội thu nữa nè mày. Rồi ok nè em ha. Gỡ ra. Bữa nay bội thu quá nè mày.
Xíu nữa em sẽ xin dí em bớt mớ mấy con nha em, để anh em mình tương tác nha. Nè nè, một siêu phẩm đấy nè, nằm có bản đuôi này nè, dài xe anh thấy không, mấy râu nè em, mới ít mà bản đuôi ghê, đang chuyển lông nè, lông nó hơi có chỗ sầm sầm, chỗ sáng sáng chỗ tối tối đây nè, quá ok nè mày.